Chiều ngày 11 tháng 10, thông tin gia đình Hồ Văn Cường nhận lại toàn bộ tiền trong 5 năm qua trở thành tâm điểm chú ý. Sau nhiều tranh cãi, công ty của Phi Nhung đã quyết định trao lại cát-xê để giải quyết hết những ồn ào. Được biết, công ty đã trao hết tiền giữ giúp Hồ Văn Cường, cộng thêm 500 triệu mà Phi Nhung hứa sẽ cho con nuôi khi ra riêng. Về tiền thưởng, quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 vốn nằm trong sổ tiết kiệm do chính mẹ nam ca sĩ giữ. Công khai xong xuôi mọi chuyện, hình ảnh về buổi trả tiền này cũng được chia sẻ lên mạng xã hội. Một clip quay lại phát ngôn của mẹ Hồ Văn Cường khiến cộng đồng mạng càng thêm chú ý. Trong đó, bà Thu cầm quyển sổ tiết kiệm trên tay, năn nỉ dư luận hãy để mọi chuyện chấm dứt, đừng bàn tán thêm. Sau đó, mẹ ruột của Hồ Văn Cường cũng xuất hiện trong đoạn clip cùng với cuốn sổ tiết kiệm và nói rõ về số tiền thưởng 180 triệu đồng của con trai. Tôi để đây chứ không có mất mát gì, mọi người đừng nói gì cho chị tôi mất rồi, để cho chị tôi yên. Trước đó, chị Trang Trần đến tận nhà livestream gặng hỏi, mẹ Hồ Văn Cường cũng đã khẳng định không nhờ ai lên tiếng đòi tiền hộ. Bà mong muốn dư luận không nhắc đến Phi Nhung để người đã khuất được yên nghỉ. Trong khi đó, phía công ty Phi Nhung cho biết đã giải quyết xong xuôi mọi việc về tiền nong. Cùng với đó, từ nay Hồ Văn Cường cũng sẽ ra riêng, những vấn đề phát sinh sẽ không còn liên quan đến công ty. Được biết gia đình nam ca sĩ sẽ chuyển ra ngoài, không còn sống tại nhà cố ca sĩ. Đây cũng là nguyện vọng của giọng ca trẻ. Ít phút sau khi công ty thông báo, Hồ Văn Cường cũng chia sẻ trên trang cá nhân về chuyện này. Cậu bé gửi lời xin lỗi đến mọi người vì bản thân im lặng mà gây nên những hiểu lầm. Bên cạnh đó, con nuôi Phi Nhung còn khẳng định bản thân không bao giờ quên công ơn dạy dỗ chăm sóc của người mẹ đã khuất, chỉ là không biết cách thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội. Cùng lúc đó, Hồ Văn Cường cũng lên tiếng trên trang cá nhân, mong muốn khép lại toàn bộ lùm xùm vừa qua. Mẹ Nhung đã đi, con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều và con chưa từng phủ nhận công ơn mẹ bao năm qua đã nâng đỡ. Việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới. Con cũng có những điều dang dở chưa kịp nói với mẹ. Con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội, nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con. Mọi chuyện đã được giải quyết, con mong mọi người sẽ thôi nhắc về vấn đề này để những chuyện buồn sẽ qua đi để mẹ có thể an nghỉ nơi xa. Bản thân con cũng không muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa, Hồ Văn Cường chia sẻ. Dưới bình luận, nhiều người vui mừng khi Hồ Văn Cường cuối cùng cũng đã nhận về số tiền mình kiếm được nhiều năm qua. Tuy nhiên cũng không ít người nghi ngờ bài đăng này liệu có phải do nam ca sĩ viết khi cách hành văn giống như được soạn sẵn. Câu chuyện tiền nong vẫn chưa thực sự được khép lại. Đâu đó còn nghi ngờ số tiền liệu đã đúng đủ hay chưa. Dù vậy, điều người hâm mộ mong mỏi nhất lúc này là Hồ Văn Cường sẽ lấy lại tinh thần và vượt qua sóng gió này. Điều đáng nói là trước khi mất không lâu, Phi Nhung từng có lời trần tình với báo chí rằng tôi không dạy nổi Hồ Văn Cường nữa nên đã phải làm chuyện như vậy. Trong chương trình Chuyện Ngại Nói tuần này, Phi Nhung đã tâm sự về chuyện nuôi dạy con nuôi Hồ Văn Cường. Tôi có nhiều con nuôi nhưng nuôi dạy chúng rất nghiêm khắc, theo kiểu riêng của tôi. Tôi về chùa là mỗi đứa phải ở một phòng, ngủ riêng một chỗ, không đắp mền chung của ai của người đó, không chung đụng. Chùa tôi là chùa nữ nên tôi nuôi các bé nam tới năm 14 tuổi là cho chúng về chùa khác ở, không còn trách nhiệm. Tất nhiên, lâu lâu tôi vẫn thăm các con và hỏi thăm xem các con như thế nào. Ở nhà tôi thì Hồ Văn Cường và Đức Hiếu là hai đứa làm tôi sốc nhất. Bắt đầu từ năm 16 tuổi, tôi đã thấy các con có sự thay đổi khác thường về tính cách. Tôi biết được điều đó nên không la mắng con nữa mà thay đổi cách dạy dỗ đánh vào tâm lý của con. Hồi con gái Wendy 16 tuổi, tôi cũng dạy như vậy. Tôi dạy Wendy sao thì dạy Hồ Văn Cường, Đức Hiếu như thế. Mỗi khi con làm điều gì đó không đúng, tôi chỉ nói nhẹ nhàng rằng con làm điều này là sai, con khiến mẹ buồn. Nó nói gì tôi cũng nghe, không cãi lại ngay lập tức. Tôi đợi một tuần sau mới phân tích giảng giải cho con hiểu. Tôi cũng quan tâm, hỏi con chuyện ở trường lớp bạn bè ra sao, rồi tự lấy những câu chuyện của mình ra chia sẻ cùng con. Tôi học cách làm bạn để tâm sự mọi thứ cùng con. Đức Hiếu là đứa tôi nuôi từ nhỏ đến lớn nên cứng đầu hơi chút là khóc, đùng cái đòi đi tìm mẹ, nhưng ai biết được mẹ nó ở đâu. Lúc đó tôi mới bảo, mẹ là mẹ của con, mẹ đã nhận con là lo cho con như thế nào từ khi con bé. Nếu ai đó nhận là mẹ của con mà giàu có là mẹ trao liền cho người đó, nên con đừng sợ mẹ chia cắt này nọ. Nhưng bây giờ con đi tìm mẹ thì tìm ở đâu? Con không có một ai quen biết ngoài kia, con nghĩ lại đi, ai là mẹ của con? Thời điểm từ 16 đến 18 tuổi, Đức Hiếu sống khép mình, giấu kín mọi chuyện, sớm nắng chiều mưa. Tôi biết được điều đó nên lâu lâu phải xuống phòng coi xem con ra sao, rồi ôm con vào lòng, cho con biết được tôi là mẹ của nó. Nhiều lúc con không làm được việc, tôi cũng không la mắng gì hết, chỉ nói nhẹ nhàng, cái gì con thích tôi đều cho con đi học.
Con Hồ Văn Cường là nghệ sĩ nên lại có tính cách khác. Tôi không thể dạy theo kiểu đó được và cứ qua hết trường hợp nọ tới trường hợp kia. Thực sự tôi rất buồn vì rất khó để dạy được Hồ Văn Cường. Vốn dĩ Hồ Văn Cường sống khép kín nên tôi khó có thể gần gũi, ôm nó vào lòng như Đức Hiếu được. Mọi người trong nhà đều nghĩ Hồ Văn Cường là ca sĩ nên nó tự do, thành ra nó sống hơi ảo một chút. Đi học không chịu giao lưu, chơi với ai. Fan đưa Hồ Văn Cường lên mây nên nó thành ra bệnh ngôi sao, nghĩ người khác phải tìm đến nó. Thành ra mọi người trong nhà không ai muốn dạy Hồ Văn Cường nữa. Đến một lúc tôi không dạy nổi Hồ Văn Cường nữa nên đã phải làm chuyện như vậy trên Facebook. Tôi phải hy sinh chính hình ảnh của tôi để Hồ Văn Cường biết được không phải đơn giản mà con vô được giới nghệ sĩ. Nếu không có tôi, rồi để một mình Hồ Văn Cường ra ngoài sẽ rất nhiều khó khăn. Trước cái chết của cố nữ nghệ sĩ Phi Nhung khiến nhiều người trong giới nghệ thuật cũng như người dân trên cả nước đều rất quan tâm, bàng hoàng và tiếc nuối. Mới đây trên kênh YouTube của mình, ca sĩ Long Nhật đã lên tiếng bênh vực Phi Nhung và nhắc nhở bài học ăn cháo đá bát đối với Hồ Văn Cường. Anh có chia sẻ, tôi nói như vậy để mọi người thấy được Phi Nhung đã phải vất vả thế nào với các con nuôi, vậy thì dựa vào đâu để các người chỉ trích Phi Nhung? Nếu cho cốt Phi Nhung không đưa về Mỹ mà chôn cất ở quê nhà, thì Hồ Văn Cường sẽ là trưởng nam vì cậu là con trai nuôi lớn nhất trong các con nuôi của Phi Nhung. Chị lớn quen đi thì là con gái nên không nói. Người Huế chúng tôi có câu, mẹ mất con trai phải sắn đá xây lăng cho mẹ. Đó là cách thể hiện lòng hiếu thảo. Dù con nuôi hay con ruột thì vẫn cứ là mẹ con, phải có duyên nợ thì mới gặp nhau và nhận nhau làm mẹ con. Công ơn trời biển của mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường phải ghi lòng tạc dạ, nhớ và mang theo suốt cuộc đời. Người đời nói gì thì kệ họ đi. Tôi biết Phi Nhung thương các con nuôi như nhau, nhưng Hồ Văn Cường có phần ưu tiên hơn. Phi Nhung từng năn nỉ giám đốc trung tâm Thúy Nga để cho Hồ Văn Cường được diễn trong show ghi hình của Paris by Night. Đây là vinh dự mà không phải ca sĩ nào cũng có được. Bao nhiêu tiền vé máy bay, xe cộ đi lại, khách sạn đều một tay Phi Nhung lo hết để Hồ Văn Cường được bước lên sân khấu Thúy Nga vì cô ấy biết đây là sân khấu lớn nhất cả trong lẫn ngoài nước. Một ca sĩ bước lên sân khấu Thúy Nga mà trúng bài là một bước thành danh luôn. Nhiều ca sĩ cả đời ở Việt Nam không nổi tiếng nhưng chỉ cần lên Thúy Nga diễn một bước thành sao. Phi Nhung hiểu điều đó nên mới bằng mọi cách giúp Hồ Văn Cường lên được Thúy Nga. Cái này có bỏ 200 triệu hay một đống tiền ra cũng không làm được. Không chỉ Hồ Văn Cường, Phi Nhung còn cho tất cả con nuôi là ca sĩ của mình qua Mỹ hát, tốn rất nhiều tiền máy bay, ăn ở. Một mình Phi Nhung lo hết, các con còn nhỏ nhưng đã được đi diễn khắp năm châu bốn bể. Nếu không có Phi Nhung thì ai làm được? Hồ Văn Cường cứ nghĩ đi, dẫu có hát hay, tài giỏi đến đâu mà không có bệ đỡ thì cũng khó lòng nổi tiếng. Vậy mà các con của Phi Nhung cũng như Hồ Văn Cường đã được nâng đỡ bắc nhịp cầu quá vững chãi để đi diễn. Bỏ quá nhiều cơ hội vào tay, đưa cho quá nhiều ca khúc hay mà hát, lại còn được hát song ca với chính Phi Nhung. Đó là ước mơ của biết bao ca sĩ khác. Tôi là một trong những đồng nghiệp may mắn được đứng chung sân khấu, hát chung, ngồi chung game show, làm thiện nguyện, các dự án chung với Phi Nhung, nên tôi hiểu con người Phi Nhung ra sao. Tôi nói như vậy để mọi người thấy được Phi Nhung đã phải vất vả thế nào với các con nuôi và công ơn của cô ấy lớn như thế nào. Vậy thì dựa vào đâu để các người chỉ trích Phi Nhung? Thưa quý vị và các bạn, trước những ồn ào liên quan tới tiền cát xê của Hồ Văn Cường trong những năm qua, chiều 10 tháng 10, quản lý của Phi Nhung đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Theo đó, người này cho biết ngay từ khi nhận Hồ Văn Cường là con nuôi, Phi Nhung đã không hề để ý đến chuyện cát xê. Vì thế, câu chuyện tiền cát xê của Hồ Văn Cường chỉ liên quan đến một người duy nhất chính là quản lý của Phi Nhung, đồng thời cũng là quản lý của Hồ Văn Cường. Và người quản lý này sẽ làm việc trực tiếp với Hồ Văn Cường, chứ không phải thông qua bất cứ ai. Tối cùng ngày, một bầu show hải ngoại cũng đã lên tiếng về việc này. Theo thông tin người này cung cấp, thì việc được đi diễn ở hải ngoại của Hồ Văn Cường là do Phi Nhung dụng tâm sắp xếp. Tuy nhiên, ngoài số tiền lo thủ tục giấy tờ và vé máy bay, thì Hồ Văn Cường không có cát xê. Chắc chắn ít ai biết được nỗi lo sợ của bầu show hải ngoại khi mời nghệ sĩ đi lưu diễn ở Mỹ, Úc hay là châu Âu, bị quản lý của nghệ sĩ kẹp gà đi theo. Thông thường những nghệ sĩ được khán giả yêu mến thì mỗi năm đến Úc lưu diễn 3-4 lần, cá biệt có những nghệ sĩ đến Úc 5-6 lần. Năm 2017 tôi làm chương trình Đại Nhạc Hội lưu diễn tại Úc, nhưng nghệ sĩ được khán giả yêu cầu trong đó có cố ca sĩ Phi Nhung. Sau khi liên hệ với quản lý để mời Phi Nhung thì tôi được lời đề nghị từ quản lý. Nếu anh muốn Phi Nhung góp mặt trong lần này thì anh cố gắng thu xếp cho thêm con nuôi của Phi Nhung đi kèm nhé.
Anh chỉ cần lo giúp working visa và vé máy bay cho cháu, anh không cần phải trả cát xê, chủ yếu là cho cháu có cơ hội được cọ sát, làm quen với sân khấu, khán giả hải ngoại và cho cháu có cơ hội được đi diễn nước ngoài. Đây chính là nguyên văn lời đề nghị của Diễm, quản lý của Phi Nhung, và đó chính là Hồ Văn Cường sau khi Cường đoạt giải quán quân năm 2016. Thực tế một working visa là 1.200 đến 1.500 đô la Australia, một vé máy bay khứ hồi 1.000 đến 1.500 đô la tùy thời điểm, vé máy bay nội địa kèm theo khách sạn trong thời gian lưu diễn cũng hết 3.500 đến 4.500 đô la Australia cho mỗi người. Với số tiền đó bỏ ra cho một người không có tên để bán được vé thì cũng đã là một vấn đề khó khăn lắm rồi. Nhưng vì để mời được ca sĩ Phi Nhung trong thời điểm đó, bắt buộc phải chấp nhận lời đề nghị kẹp gà miễn phí của quản lý Phi Nhung. Sau lần này thì Hồ Văn Cường cũng đến Úc lưu diễn thêm một hai show nữa và cũng chung một điều kiện là đi diễn miễn phí, chỉ lo vé máy bay và visa. Tôi muốn xác minh điều này để mọi người dù đang ở đâu đó, khi đọc được những chia sẻ này thì hiểu rõ hơn về cái được gọi là cát xê của Hồ Văn Cường khi đi lưu diễn tại hải ngoại, bầu show này kể lại. Người này cũng cho biết rằng, ở một số chuyến lưu diễn khác tại Mỹ, Phi Nhung còn phải bỏ tiền ra để lo vé máy bay và visa cho Hồ Văn Cường. Thêm một sự thật khác, thông thường nghệ sĩ chuyên nghiệp hoàn toàn không làm việc trực tiếp với nhà tổ chức về cát xê, cũng như nhận tiền cát xê. Vì sao? Vì nghệ sĩ không thể đôi co, trả giá bớt 1 thêm 2 với nhà tổ chức. Nhiệm vụ của nghệ sĩ là gì? Họ chỉ biết khi lên sân khấu là cống hiến hết mình với khán giả. Bởi vậy ai đó đang lên tiếng nói Phi Nhung đã giữ tiền của Hồ Văn Cường là một sự vu khống thiếu hiểu biết. Bầu show hải ngoại này nhận định. Cũng trong bài viết của mình, vị bầu show này gửi những lời tâm sự rất thẳng thắn đến Hồ Văn Cường. Cường à, trước ngày mẹ Nhung bị bệnh, chú vẫn nhắn tin thăm hỏi con. Chú vẫn hỏi con về việc học, kể cả việc đi Úc. Con trả lời như thế nào thì tin nhắn của con vẫn còn ở Facebook. Ngày hôm nay, tin mẹ Nhung mất, chú cũng liên hệ con và khuyên con phải giữ vững tinh thần. Vì sao? Vì chú vẫn luôn nghĩ con là một đứa con ngoan ngoãn và hiểu biết mọi việc. Ngay cả hôm nay chú liên hệ với con, chú vẫn tin tưởng con là một người con hiếu thảo với cha mẹ. Con hãy bình tâm lại và suy nghĩ thật chín chắn, thật thấu đáo để biết đối phó với những cạm bẫy của những kẻ đang cố tình chia rẽ mối quan hệ giữa con và gia đình. Cuối bài viết, vị bầu show hải ngoại tâm sự, trên cương vị của một người đã từng tiếp xúc và chia sẻ, tôi chỉ muốn Cường lên tiếng rõ ràng về người mà Cường đã từng coi là mẹ, để mọi người có một góc nhìn rõ ràng chính xác hơn. Riêng về những khoản tiền thưởng hay tiền đi diễn thì chắc chắn quản lý sẽ phải giải quyết rõ ràng cùng Cường và gia đình. Tôi nghĩ không ai đành lòng cướp trên tay công sức của người khác một cách dễ dàng vậy đâu. Mình nên suy nghĩ thật thấu đáo để tránh bị tổn thương. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, trên trang cá nhân của mình, em trai Phi Nhung, anh Tommy đã chính thức lên tiếng. Anh Tommy khẳng định Phi Nhung hoàn toàn không liên quan đến chuyện tiền bạc của Hồ Văn Cường. Bên cạnh đó, em trai ca sĩ Phi Nhung cho biết chị Diễm Phạm, quản lý của ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng chịu trách nhiệm giải quyết, nên anh mong khán giả bình tĩnh chờ đợi. Không chỉ vậy, đến thời điểm này, dù cho cốt của cố ca sĩ Phi Nhung đã về Mỹ, nhưng tang lễ chính thức vẫn chưa diễn ra, nên mong mọi người hiểu cho tình huống lúc này. Anh chia sẻ, với tư cách là em trai chị Phi Nhung, lời nói đầu, mình xin chân thành cảm ơn tình cảm lớn lao của cả nhà FC đã dành cho chị trong quá khứ, hiện tại và đến cả mai sau. Sau livestream ngày hôm qua, giữa Trang Trần và Hồ Văn Cường, mình xin có đôi lời như sau. Thứ nhất, Cường được chị chăm sóc, dạy bảo từ ngày có duyên gặp gỡ cho tới khi chị ốm mất. Đó là tình cảm, tình thương và lời hứa từ tâm của chị dành cho một người con. Nên rất mong khi mọi người nhắc tới chuyện này thì xin hãy nghĩ tới tâm tư, tình cảm của chị. Để quãng thời gian đó là quãng thời gian quý báu, ý nghĩa chứ không phải là quãng thời gian để kể công. Chị đã đau lòng lắm bởi dẫu con có làm mẹ đau buồn thì bất cứ người mẹ nào cũng không muốn con mình phải bị tổn thương bởi người khác. Thứ hai, dù chị đã được đưa về Mỹ nhưng tang lễ chính thức của chị vẫn chưa diễn ra. Xin hãy bình tĩnh lại và cho chị được an lòng yên tĩnh những ngày này. Chị vẫn luôn mong muốn fan của chị bình tĩnh trước mọi sóng gió và chừng mực. Thứ ba, đây cũng là điều quan trọng nhất. Quản lý Diễm Phạm đã chính thức lên tiếng về trách nhiệm của mình. Cô đã khẳng định mọi chuyện tiền bạc của Cường đều do mình phụ trách, nên tất cả chúng ta hãy chờ quản lý Diễm Phạm giải quyết. Chị hoàn toàn không liên quan đến chuyện này, sớm hay muộn thì cuối cùng cũng sẽ có lời giải đáp hợp tình hợp lý. Một lần nữa xin tất cả hãy nén lại, chờ tới ngày tang lễ chính thức của chị được diễn ra. Thương chị, xin hãy nghĩ và hiểu cho chị, xin chân thành cảm ơn vì tất cả.
Trước đó, quản lý của Phi Nhung là Diễm Phạm đã lên tiếng khẳng định nữ ca sĩ không liên quan tới bất kỳ chuyện tiền bạc nào của Hồ Văn Cường và cho biết mình sẽ là người chịu trách nhiệm lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, Phi Nhung được nhiều khán giả yêu mến vì thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện, nhận nhiều trẻ mồ côi làm con nuôi. Vì vậy, sự ra đi của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp xót xa, tiếc nuối. Và đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.